Charlotte, và ngày hôm nay mình đem đến cho các bạn một chủ đề, đó là mùa thu của các bạn sẽ diễn ra như thế nào, sẽ có sự kiện gì hot đây, sẽ có điều gì sẽ đến với các bạn trong cái mùa thu này đây. Thì chúng ta có 3 sự lựa chọn, 1, 2, 3. Hãy chọn cho mình một tụ bài khiến bạn cảm thấy bị thu hút nhất. Còn về thời điểm lập thu thì là vào thứ bảy, ngày mùng 7 tháng 8 là sẽ bắt đầu lập thu rồi các bạn ạ. Thì ngày hôm nay mình có ngồi ăn cơm mà bố mình còn nói với mình là sắp lập thu, thế mình đã nghĩ đến cái chủ đề này để đem đến cho các bạn một cái dự đoán cũng như là những cái bản spoil hay là trailer cho các bạn về cái mùa thu của các bạn nhé. 1, 2, 3 và chúng ta sẽ đến với số 1 nha. Chào các bạn, đến với tụ bài đầu tiên nhé. Đây là trẻ bé Trung, chỉ biết vậy hay đón nhận thông điệp này một cách thật là cởi mở, với câu hỏi đó là mùa thu của các bạn sẽ diễn ra như thế nào. Thì tụ này rất là kịch tính đây, rất là hay đây các bạn ạ. Các bạn nào chọn tụ bài số 1 là mình thấy rằng là các bạn nên chuẩn bị để đón một cái hành trình mới rất là tuyệt vời đang chờ các bạn phía trước. Điều đầu tiên ở đây có một lời khẳng định dành cho các bạn đến từ vũ trụ, đấy là bạn sẽ phải ngạc nhiên vì tất cả những gì nó sẽ diễn ra trong cái giai đoạn này, trong cái mùa thu này. Và điều đầu tiên mà mình thấy rằng là có thể là trong cái giai đoạn trước mùa thu, có thể là thời điểm hiện tại, hoặc là thời điểm vừa rồi đây, hoặc có thể là trong giai đoạn đầu của giai đoạn mùa thu, thì mình thấy là bạn có một vài cái khó khăn gì đó trong cuộc sống của các bạn, trong vấn đề đặc biệt liên quan đến cảm xúc của các bạn mà các bạn rất là khó vượt qua. Bởi vì mình thấy có một cái sự gì đấy rất là căm ghét, một cái sự gì đấy rất là hận, hoặc là rất là ghét, hoặc là rất là một cái cảm xúc gì đó nó ám ảnh và nó khiến cho các bạn không vui ấy. Thì mình thấy rằng là yên tâm đi, những cái cảm xúc được của các bạn, mình thấy rằng là các bạn sẽ giải phóng được nó, giống như là các bạn cái lá bảy gậy này, bảy gậy rồi các bạn có tám gậy luôn. Thì giống như là những cái khó khăn, những cái chướng ngại vật, những cái điều gì đó nó ngáng đường cuộc sống của các bạn ấy, các bạn sẽ nhổ từng cây gậy đấy lên và các bạn phóng lên phía trước giống như cái lá tám gậy ở đây. Và mình thấy là cho dù điều gì đó đang ngáng đường các bạn ở cái giai đoạn đầu này, thì ở cái giai đoạn hiện tại hoặc là giai đoạn đầu của mùa thu này ấy, thì mọi thứ nó cũng sẽ được giải quyết và giải phóng cho cuộc sống của các bạn mà thôi. Và bên cạnh đó, cùng với những cái cảm xúc tiêu cực hoặc là những cái cảm xúc gì đó nó không vui, nó khiến bạn chán ghét hoặc là buồn bã, mệt mỏi, thất vọng hay là ghét bỏ một cái điều gì đó, mình thấy rằng là cũng sẽ dần dần được healing, được chữa lành những cái tổn thương đó. Dần dần ở đây các bạn có healing này. Và mình thấy ở đây ý, đó là các bạn dần dần giải phóng được bản thân mình ra khỏi những điều tiêu cực. Các bạn sẽ thả đi hết tất cả những thứ mà nó không phục vụ cho cuộc sống các bạn nữa. Điều gì dìm bạn xuống làm bạn tiêu cực hơn, bạn sẽ giải phóng cho nó đi. Bởi vì bạn biết rằng là định mệnh, rằng cuộc sống ấy, dành cho bạn những cái kế hoạch khác tốt hơn chờ các bạn phía trước. Và mình thấy rằng là nó sẽ giống như là một cái bài học để các bạn hoàn thành xong một cái chu kỳ cũ của bản thân các bạn. Tức là khi các bạn giải phóng được thì các bạn ok, các bạn được giống như là được qua cái kỳ thi này, qua cái vòng này để chuẩn bị bước sang một cái giai đoạn mới đây. Một cái hành trình mới rất là dài còn đang chờ các bạn ở phía trước. Và với lá The Star đây thì mình thấy là lấp lánh lên rất là nhiều hy vọng và niềm tin về phía trước, với tất cả mọi thứ sẽ đến với các bạn. Và tất nhiên không phải rằng là cái điều này nó sẽ tự hết đâu, mà nó đến từ cái sự cố gắng và nỗ lực của bản thân các bạn. Đấy là các bạn quyết tâm buông bỏ nó thì cái hành trình mới nó mới tới với các bạn được nha. Còn nếu như mà các bạn không buông bỏ được nó ấy, thì có thể là các bạn sẽ cứ tiếp tục như vậy thôi, nó sẽ không có sự thay đổi gì đến với các bạn được. Cho nên là ngày hôm nay hay là cuộc sống của các bạn có thay đổi hay không, nó còn phụ thuộc vào hành động của chính các bạn nữa. Không phải là tự nhiên ngồi mà nó rơi vào đầu các bạn đâu nha. Mình phải hành động, mình phải thay đổi bản thân của mình. Thì mình thấy ở đây có thể cái điều mà khiến các bạn ghét bỏ đây, có thể hoặc là cảm thấy thất vọng, đau đớn ở đây á, tan nát ở đây á, đó có thể nó đến từ cái việc là ai đó từ chối các bạn, hoặc là các bạn bị từ chối bởi một điều gì đó, như là công việc từ chối các bạn này, ai đó mà bạn yêu thương thì họ từ chối bạn này, hoặc là bạn tỏ tình với ai đó thì họ từ chối bạn, hay là bất kỳ một cái lý do gì đó, đang yêu nhau mà kiểu dừng lại nói không với nhau, kiểu như là chúng ta sẽ không tiếp tục với nhau nữa, vân vân và mây mây á, thì đấy có một cái nán nâu ở đây. Thế nhưng mà các bạn phải biết rằng là bất cả mọi thứ này trong cuộc sống các bạn ấy, nó đang ẩn giấu đằng sau những cái điều món quà thực sự của các bạn, đang ẩn giấu đằng sau những cái điều mà cả tưởng chừng như là rất là khó khăn, đau đớn và mệt mỏi. Nhưng mình thấy là trong giai đoạn mùa thu này, các bạn sẽ quyết định giải phóng bản thân mình để tiến lên được phía trước. Và mình thấy rằng là cái giai đoạn mùa thu này á, các bạn sẽ nhận ra được rất là nhiều điều, rất là nhiều bài học trong suốt quá trình vừa qua, rằng là mọi thứ diễn ra đều là thứ cần phải diễn ra, và tất cả đều đang đem đến cho các bạn một cái hành trình mới tốt hơn mà các bạn về phía trước. Ok, đợi mình nha, mình thấy vẫn còn rất là nhiều điều để mà có thể nói cái tụ bài này đây.
vì mình cũng có rút cái lá bài nói về cái việc rút được những cái lá bài nói về việc đấy là có cái sự kiện đặc biệt gì sẽ đến với các bạn trong cái mùa thu này thì mình cũng đã thấy rồi. Các bạn đấy còn nhung lớp này. Thì mình thấy rằng là cái thời điểm trong mùa thu này các bạn sẽ tìm thấy được cái câu trả lời đích thực ở bên trong bản thân của bản thân các bạn và giải quyết hết được tất cả những cái khó khăn, những cái chướng ngại vật hay bất kỳ một điều gì đấy nó ngáng đường các bạn, những chướng ngại về tâm lý, và các bạn sẽ healing được, sẽ chữa lành được nhé. Các bạn thông cảm, tại vì đối với cái tụ bài này nó khiến cho mình cảm thấy rất là bấn loạn ở đây. Mình đang cảm thấy rất là bấn loạn bởi vì mọi thứ có thể sẽ diễn ra với các bạn rất nhanh. Với cái lá tám gậy ở đây thì nó giải phóng rất là nhanh. Có thể khi ban đầu á, khi các bạn kết thúc hoặc là không có được một điều gì đó mà cái cảm xúc đấy nó khiến bạn giận dữ ấy, bạn nghĩ rằng mình sẽ rất là lâu thì mới có thể vượt qua được cái điều này. Thế nhưng mà bạn có thể không ngờ là bạn có thể buông bỏ một cách nhanh đến như vậy. Bởi vì mình nghĩ là nó đến nhanh như vậy á là do bản thân các bạn đã thông rồi, suy nghĩ thông suốt rồi, các bạn nghĩ rằng là mình có giữ lại cũng không giải quyết được vấn đề gì, và các bạn quyết định là yeah, giải phóng nó đi và hãy tin vào những phép màu, tin vào những phước lành mà vũ trụ sẽ đem đến cho cuộc sống các bạn nha. Bây giờ mình bắt đầu mới nói đến cái sự kiện đặc biệt ở diễn ra trong cái tụ bài này, trong mùa thu này. Ở đây các bạn có new love, rồi các bạn ở đây cũng có lá bài. Thì mình thấy là có thể sẽ có một cái tình yêu nào đó bước vào trong cuộc sống của các bạn. Đây là một cái tình yêu mới. Tình yêu mới này thì nó sẽ nhiều dạng như sau này. Thứ nhất, các bạn bắt đầu yêu lại cuộc sống bản thân của các bạn mà trước đây các bạn ghét bỏ, các bạn hận thù hay các bạn căm ghét, thì các bạn bắt đầu có một cái tình yêu mới với bản thân của bạn này, với cuộc sống của các bạn này, với những thứ xung quanh diễn ra trong đang nhảy múa xung quanh cuộc sống của các bạn này. Và một điều nữa đấy là cái tình yêu mới này nó cũng sẽ có thể xuất phát từ cái việc là có ai đó bước vào trong cuộc sống của các bạn. Người này và bạn có một cái mối quan hệ duyên nợ rất là mạnh mẽ ở đây. Mình không nói về cái việc đó là tốt hay là nó xấu nhá. Mình chỉ có thể nói một điều ở đây, đó là mang tính định mệnh rất nhiều ở đây. Destiny ở đây nữa, mang tính định mệnh rất nhiều để bạn có thể gặp họ. Và các bạn biết không, người này vì sao họ đến nhanh trong cuộc sống của các bạn như vậy? Đấy là bởi vì các bạn cũng rất là nhanh chóng buông bỏ được những thứ nó đã cũ. Mình không biết là cái cảm xúc này của các bạn, những cái tiêu cực này của các bạn đã diễn ra từ bao giờ, khi nào. Nhưng mình cảm thấy rằng là trong cái giai đoạn mùa thu này thì các bạn sẽ buông được hết đấy, buông được hết nó xuống đấy. Và chính khi mà các bạn bắt đầu bỏ cái chướng ngại vật đó ra thì những cái điều tốt đẹp hơn, những cái điều mới mẻ hơn nó đến được với cuộc sống của các bạn. Nó giống như là một cái thông điệp hôm qua mình có đăng á, đấy là đôi khi những cái điều tốt nhất đấy chính là chúng ta phải lật sang một cái trang mới và chúng ta tiếp tục viết đi câu chuyện chúng ta. Khi mà bạn đã đọc xong một trang sách rồi mà bạn cứ cố ở lại thì bạn đâu biết được cái kết của cái quyển sách đó là cái gì, và cái quyển sách đấy nó còn bao nhiêu thứ điều tốt đẹp ở phía đằng sau còn đang muốn cho bạn biết nữa. Nếu như bạn cứ ở mãi cái trang sách đấy thì làm sao bạn biết được, đúng không? Nhưng mình thấy là các bạn rất dũng cảm lật sang trang mới. Cũng có thể mọi thứ nó đã đến lúc rồi, nó đã đến lúc để phải lật sang trang mới rồi. Và mình thấy là các bạn nhận được một giống như là lời kêu gọi, tiếng gọi để bước ra ngoài thế giới, để giải phóng bản thân mình và không để bất kỳ một điều gì nó ám ảnh cuộc sống của các bạn nữa. Tức là mình cảm thấy cái tụ bài này nó cho mình cảm giác nó rất là phừng phừng, nó rất hào hứng, nó rất là nhiệt huyết, nó rất là nhiều thứ háo hức ấy. Cảm giác háo hức kinh khủng khiếp, mặc dù mình không chọn tụ này nhưng mình cảm thấy háo hức lắm vì những điều sẽ đến với các bạn trong cái mùa thu. Và chắc chắn là như mình đã nói là tất cả mọi thứ nó không phải tự nhiên đến với các bạn đâu, nó đến từ sự nỗ lực và cố gắng của các bạn đấy. Cho nên là hãy ghi nhận những điều đó của bản thân mình nhá. Rồi tiếp, vẫn còn chưa xong. Mình thì mình không muốn quá tiết lộ về cái new love này bởi vì mình có cảm giác rằng là mọi thứ lên đề ở một cái sự gì đấy lấp lửng một chút thì nó sẽ thú vị hơn cho các bạn. Nhưng mà mình cũng sẽ cố gắng để có thể khai thác được cái thông điệp rõ ràng cụ thể hơn cho các bạn. Keep an open mind, mình biết ngay mà. Vì sao mình phải để lấp lửng là bởi vì bạn phải mở rộng tâm trí ra, bởi vì mình thấy là nó sẽ rất là bất ngờ. You will be surprised. Rất bất ngờ đấy, mọi thứ sẽ diễn ra theo cách rất là bất ngờ. Chính vì thế mà hãy mở rộng tâm trí của các bạn để có thể đón nhận bất kỳ một cái tình huống nào đó, bất kỳ một ai đó có thể đến với cuộc sống của các bạn. Họ có thể rất là khác so với gu của các bạn. Nói chung là mình chỉ thấy vui thôi. Ta-da, đây, vẫn còn. Và mình thấy rằng là trực giác của các bạn thời điểm này cũng sẽ phát triển rất là tốt đấy. Chắc chắn là cái quá trình healing của các bạn nó cũng diễn ra rất là thành công ở đây. Rồi cái mối quan hệ này.
lớp cô. Có thể là sẽ có một ai đó họ bày tỏ hoặc là gửi cho bạn đến một cái tin nhắn hay cái thông điệp gì đấy là thông qua điện thoại, thông qua tin nhắn, và họ nghĩ về bạn rất là nhiều và họ sẽ để cho bạn biết điều đó. Tức là họ sẽ bày tỏ ra để cho bạn biết cái điều đó. Rồi một lá nữa thôi nhá. Tại vì là chỉ spoil đến thế thôi. Tụ này quá đẹp rồi, quá tuyệt vời rồi. Nếu như bạn đã cố gắng nỗ lực để healing, để chữa lành, để giải phóng những cái thứ gì đó ngáng đường cuộc sống, các bạn ấy phải vỗ tay nhá, phải vỗ tay cho chính bản thân của mình, tự hào về những gì mà các bạn 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 đạt được. Và mình thấy là cái người này họ sẽ tới để soi chiếu rất là nhiều thứ bên trong bản thân của các bạn. Bạn như thế nào bạn sẽ thu hút một người như thế. Đây có cái gương này. Self image. Đấy, focus yourself. Bên cạnh đó nó chắc chắn là sẽ không chỉ có tình yêu với một ai đó đâu, mà cái tình yêu đến với bản thân của các bạn nữa. Đó là cái tình yêu thương bản thân của các bạn, tình yêu thương với cuộc sống này, với những thứ diễn ra. Bạn yêu thương và trân trọng mọi thứ, bạn biết ơn mọi thứ, và chính cái năng lượng tuyệt vời đấy á, nó sẽ thu hút những điều tương tự đến với cuộc sống của các bạn. Hãy tập trung vào bản thân này, làm việc với bản thân của các bạn, và đây cũng là thời gian để các bạn healing, để các bạn chữa lành những tổn thương. Bạn sẽ vừa healing vừa phát triển trên cái hành trình này, chứ không phải là bạn phải healing xong thì bạn mới đi đâu. No no, bạn sẽ phát triển, cùng lúc phát triển và cùng lúc healing, chữa lành những tổn thương mà bạn có đến từ một cái tổn thương nào đó ở đây. Ok, tụ này đẹp thế. Đó là các bạn chọn tụ bài số 1, chúng ta đến với Các số bạn 2 đến nhé. với tụ bài số 2, đây là trẻ bé trung. Chính vì vậy hãy đón nhận thông điệp này một cách thật là cởi mở nha. Với câu hỏi đấy là mùa thu của các bạn có gì hết, mọi thứ sẽ diễn biến như thế nào, điều gì sẽ đến với các bạn trong mùa thu. Thì mình thấy rằng là đối với tụ bài số 2, mình thấy rằng là bạn cũng phải từ bỏ một điều gì đó để chọn một con đường mới cho bản thân các bạn, một cái sự bứt phá cho chính bản thân của các bạn trong cái mùa thu này. Điều đầu tiên ý mà mình thấy đây đó chính là các bạn cảm thấy hơi buồn một chút, vì có lẽ là một điều gì đấy nó không thành, một cái dự định, một cái mong muốn của cá nhân các bạn mà bạn không không đi theo được nó, bạn không theo đuổi được nó, mà có thể hoặc là bạn phải bỏ dở nó. Tuy nhiên thì mình thấy rằng là mình thấy là các bạn đã rất là buồn vì điều đấy, nhưng mà tuy nhiên có những cái sự lựa chọn mới tốt hơn đang chờ các bạn ở phía trước. Và mình thấy rằng là trong mùa thu này các bạn cũng sẽ dừng cái việc trì hoãn lại để bắt đầu chọn cho mình một con đường mới, và trên cái con đường đó bạn cứ an tâm, bởi vì đây là một cái hành trình rất là an toàn dành cho các bạn, cũng là một hành trình tuyệt vời và tốt dành cho các bạn nhé. Hãy biết rằng là tất cả mọi thứ nó đang diễn ra theo cách nó cần phải diễn ra. Bạn không có được thứ bạn muốn có nghĩa là có điều gì đó tốt hơn đang chờ các bạn ở phía trước. Và mình thấy rằng là đừng bao giờ mất đi cái niềm tin và hy vọng vào cuộc sống, vào phía trước, vào bản thân các bạn, bởi vì mọi thứ phía trước, mỗi một ngày là một món quà, mỗi một ngày là mỗi những cái điều mới mẻ đến với cuộc sống của các bạn, và các bạn cũng không biết được nó sẽ là cái điều gì đến với các bạn đây. Thế cho nên mình thấy là có thể sẽ có một chút buồn khi các bạn không theo đuổi được một điều gì đó như mong muốn, nhưng nó sẽ đưa các bạn đến những cái ngã rẽ khác. Và các bạn biết không, chính bàn tay của bạn chính là kho báu. Tức là cứ yên tâm đi, cho dù bạn bị rơi vào cái trường hợp nào đi chăng nữa, hay là bị đẩy đi ngã rẽ vào những cái con đường khác đi chăng nữa ấy, bạn vẫn sẽ làm tốt, bạn vẫn sẽ thực hiện tốt được tất cả mọi thứ, bởi vì bản thân bạn có kho báu ở trong bàn tay của các bạn rồi. Bạn biết mình cần phải làm gì và cần đi cái con đường nào rồi. Chính vì thế mà đây đôi khi là một cái bước ngoặt, đôi khi là một bước lèo lái, một bước chuyển hướng. Cái tụ này thì nó không cho mình cái cảm giác của cái việc quá hào hứng như là cái tụ bài số 1, mà nó chậm hẳn lại, nó cho mình cảm giác chậm hẳn lại. Và mình thấy ở đây á, trong cái giai đoạn mùa thu này có thể là các bạn sẽ có mối quan hệ quen biết, hoặc là có mối quan hệ với một ai đó. Cái người này mình sẽ nói nhá, nếu như mình sẽ miêu tả hai người ở trong cái tụ bài này là cái người có thể đến với các bạn, một trong hai người này thôi. Bởi vì ở đây các bạn có đối tượng là nam và nữ mà, cho nên nếu như đối tượng của bạn là nam thì hãy hãy cứ nghe, và kể cả nam nữ thì các bạn cũng hãy cứ nghe nhá. Ok, mình sẽ miêu tả cái người nam đầu tiên, cái người mà có thể người những người này có thể là có quan hệ tình cảm với các bạn nhá. Có thể là một cái gì đấy nó mới chớm nở thôi, nó mới bắt đầu thôi, hai người cảm thấy rằng là bắt đầu có một cái tình yêu, hay có một cái cảm xúc gì đấy nó được nảy nở ở đây á. Người nam là một người có thể là người thuộc đất, mang kiếp như sử nữ. Người này là một người họ đã có những cái nền tảng rất là tốt về mặt tiền bạc tài chính rồi, và người này có thể hành động họ rất là thận trọng và chậm thận trọng và chậm.
suy đi tính lại tất cả mọi thứ rất là, tức là chắc chắn họ mới làm, họ là con người của sự chắc chắn. Và cái thứ hai nữa mà mình thấy ở đây, cái đối tượng thứ hai nữa mà mình thấy ở đây có thể là bạn cũng sẽ liên quan đến một người nữ. Người này là một người rất là trưởng thành, người trưởng, họ trưởng thành về mặt kinh nghiệm về, và là người có tri thức giỏi, có kiến thức với bản thân của họ, với cuộc sống của họ. Và mình thấy là bạn có thể gặp một trong hai người này nhá. Nhưng mình thấy đây là người có tình cảm với các bạn thì đây một trong hai người này sẽ là đối tượng tình yêu của các bạn. Không hiểu sao tụi này kiểu nó làm mình không nói lên lời. Ok, vẫn còn. Mà mình thấy là cái trực giác của các bạn rất là phát triển, nên là hãy theo dõi nó, hãy kiểu như là lắng nghe nó. Nó sẽ dẫn bạn đi đúng đường trong cái thời điểm tiếp theo. Cái tụ này nó cho mình một cái cảm giác khá miễn cưỡng khi mà các bạn phải bước theo một cái hướng khác. Bởi vì rõ ràng rồi đó không phải là điều, đó không phải là thứ ban đầu mà các bạn mong muốn. Cho nên các bạn rất là miễn cưỡng đi khi mà vũ trụ buộc bạn, bẻ ngoặt bạn phải lèo lái qua cái con đường đó. Thì mình thấy rằng là có thể sẽ có những khó khăn đến với cuộc sống của các bạn, nhưng bạn là người có sức mạnh ở bên trong và bạn sẽ là cái người vượt qua được tất cả những cái khó khăn đó. Thêm vào đó thì mình thấy là các bạn sẽ hiểu thấu hơn rất là nhiều những cái bài học trong cuộc sống. Trực giác của các bạn cũng sẽ phát triển hơn, các bạn bắt đầu biết lắng nghe nó nhiều hơn so với trước đây. Các bạn cũng hiểu được, có thể là mình thấy là trong giai đoạn mùa thu này sẽ có giai đoạn mà các bạn khá là một mình, bế quan tỏa cảm với mọi thứ để suy nghĩ. Và mình thấy là trong cái giai đoạn suy nghĩ đó các bạn bắt đầu tĩnh lặng hơn ấy. Có thể nhớ những bạn tìm đến thiền này, có những bạn thì bế quan tỏa cảm, không liên lạc với mọi người xung quanh mà chỉ tập trung vào bản thân các bạn nhiều hơn thôi. Thì mình thấy là các bạn cũng sẽ bắt đầu tìm ra được cái câu trả lời thực sự cho bản thân mình là à, mình phải đứng lên thôi. Tại vì không phải trong cuộc sống lúc nào cũng phải là chiều theo ý của các bạn, là các bạn muốn có cái gì nó phải có cái đó. Không hẳn, mà đôi khi những thứ mà vũ trụ đem đến ban đầu á sẽ là thứ mà các bạn không nhận ra được cái điều tốt đấy nó là cái gì. Thì mình thấy rằng là, mình thấy là trong cái giai đoạn mùa thu này các bạn sẽ có mối quan hệ rất là thân thiết với một ai đó trong hai cái người mà mình đã miêu tả, hoặc cả hai người, nhưng mà có một người trong hai người họ sẽ có mối quan hệ tình cảm với các bạn. Có thể họ sẽ đem đến cho các bạn rất là nhiều cảm xúc vui vẻ và hạnh phúc ở đây. Có thể họ sẽ tặng hoa, tặng quà cho các bạn. Và mình thấy cái người này có thể là liên quan đến công việc, bạn cũng có thể gặp họ được ở công việc của các bạn nhé. Đây là một dấu hiệu của sự rất là vui vẻ, hạnh phúc, tặng hoa, tặng quà đấy. Blessing. Các bạn sẽ dần dần nhận ra được những cái phước lành, những cái phép màu đến với cuộc sống của các bạn là gì, và nó sẽ thể hiện ra cuộc sống của các bạn như thế nào. Tức là sao? Tức là các bạn phải đi đã, phải bước đi cái con đường đó đã. Bạn càng đi bạn mới càng hiểu được ý nghĩa của cái con đường đấy nó là cái gì. Còn ban đầu mình thấy là các bạn rất là chần chừ, rất là trì hoãn, bởi vì rõ ràng đó không phải là thứ bạn thích, đó không phải thứ là bạn muốn, bởi vì bạn muốn đi một con đường khác cơ. Thế nhưng mà mọi thứ nó không đi theo ý mong muốn của các bạn được. Cho nên là thời điểm này cũng là thời điểm để các bạn healing, kết nối cũng như là giải phóng đi những thứ liên quan đến quá khứ nhá. Mình cảm thấy là nó có thể sẽ liên quan đến một cái định hướng về công việc nào đó của các bạn ấy. Liên quan đến công việc, liên quan đến mục đích sống, liên quan đến một cái thứ gì đấy mà các bạn theo đuổi nó, đã từng theo đuổi nó. Strength đấy, các bạn rất là mạnh mẽ. Và tất cả mọi thứ, bạn có sức mạnh và sự dũng cảm để có thể tiến lên phía trước. Và nhớ rằng là bạn, trong tay bạn luôn có kho báu, bạn làm được tất cả mọi thứ. Có những bạn này có thể các bạn sẽ trở lại trường học, hoặc là các bạn sẽ đi học thêm một cái gì đấy nữa nhá. Đấy, chắc chắn là sẽ có những cái sự lựa chọn khiến cho các bạn phải cân đo đong đếm. Các bạn phải lựa chọn là các bạn chọn điều gì. Nhưng mà mình thấy rằng là cái con đường, cho dù bạn lựa chọn là gì chăng nữa thì mình thấy nó cũng sẽ tốt hơn đấy. Nó thực sự sẽ tốt hơn. Mặc dù là ban đầu chúng ta không nhận ra được điều đó đâu đấy, nhưng mà theo thời gian chúng ta càng dấn thân vào thì chúng ta càng hiểu được ý nghĩa của nó thực sự là gì. Mình thấy là các bạn có thể sẽ phát triển rất là nhiều những cái hoạt động liên quan đến mặt tâm linh, như thiền hay là yoga, hay là đại loại là có thể là những cái gì đấy nó mang tính chậm lại, tĩnh lặng hơn. Nó không dữ dội và háo hức như cái tụ một đâu, mà nó rất là nhẹ nhàng, rất là nữ tính kiểu như thế.
Ok, một số bạn có thể là sẽ một là trở lại trường học học một cái gì đó, hai là các bạn đi học thêm thêm một cái lĩnh vực gì đấy nữa để phục vụ cho công việc của các bạn. Đây, mình đã bảo mà, có thể là thiền hay là gì đấy mà. Cái tụ này nó rất là nhiều lá bài, nó cho mình cái cảm giác của cái việc đấy là các bạn chậm lại nhiều lắm, các bạn kết nối với bên trong của mình nhiều hơn, vô cùng nhiều nhiều. Way. Big happy change rồi. Với hai lá bài này á thì mình cũng có thể khẳng định với các bạn rằng là hãy cứ tập trung vào bản thân, vào con đường mà các bạn đang, vào cái con đường mà các bạn đang đi, và nếu như có phải chấp nhận những cái sự thay đổi hay sự lựa chọn mới nhé, bạn cũng hãy cứ mở rộng tâm trí để đón nhận nó nhé, và bạn hãy chờ mà xem sẽ có big happy change đến với các bạn, sẽ có sự thay đổi lớn đem đến cho bạn cái sự hạnh phúc. Có điều là các bạn có đủ kiên nhẫn để chờ đến lúc mà nó bung ra như thế không, món quà đấy nó được bung ra như thế hay không. Nhưng mà mình nghĩ là các bạn hoàn toàn đủ kiên nhẫn, bởi vì cái sự tĩnh lặng sẽ là cái chìa khóa cho các bạn rất là nhiều trong cái giai đoạn mùa thu này nhá. Bây giờ thì mình sẽ xem thêm một chút về cái mối quan hệ mà mình có nói là có thể là các bạn sẽ có một quan hệ chớm nở gì đấy với ai đó ấy. Mình thấy nó có thể cũng sẽ diễn ra chậm thôi, không nhanh đâu. Nhưng mà cái người này là một người rất là chắc chắn. Và cho dù họ là nam hay là nữ đi chăng nữa thì họ cũng là một người trưởng thành, hiểu biết. Khổ quá, mấy cái lá bài này của mình nó cứ bị lộn xộn. Đây 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 đây. Thông điệp dành cho các bạn chọn tụ bài số 2. Sẽ có một cái sự thay đổi lớn đến với cuộc sống của các bạn liên quan đến cái mặt các cái mối quan hệ này của các bạn. Có thể là sẽ là một cái sự lột xác, một cái sự những cái thứ đã cũ thì các bạn cho nó hết về quá khứ. Mình thấy rằng là các bạn sẽ được cung cấp những thứ mà bạn cần trên cái hành trình này mới này của các bạn. Và kể cả cái người mà họ xuất hiện á. Họ xuất hiện ấy, họ cũng có thể là xuất hiện rất là bất ngờ. Và họ đến để hỗ trợ các bạn trên hành trình này. Mình thấy cái người này có thể là một là hai người sẽ có một cái tình cảm gì đấy sét đánh với nhau. Tức là đến với nhau và gặp nhau một cái là đã nhìn thấy nhau là đã thích nhau rồi, kiểu như thế. Và cái người này họ sẽ làm bạn ngạc nhiên rất là nhiều. Ok, đó là các bạn chọn tụ bài số 2 nhá. Ui. Chúng ta đến với các bạn chọn các bạn đến với tụ bài số 3 đây là trải bài chung. Chị biết vậy hãy đón nhận thông điệp này một cách thật là cởi mở nha. Với câu hỏi đó là điều gì sẽ đến với các bạn trong mùa thu, thì mình thấy rằng là trong mùa thu này sẽ có những cái giai đoạn mà các bạn phải đứng trước những cái sự lựa chọn và cảm thấy khá là bối rối và phân vân đối với mọi thứ, và không biết là mình nên làm gì đây, mình nên chọn điều gì đây. Mình thấy rằng là có nhiều cái biến động sẽ đến với các bạn trong cái mùa thu này, đặc biệt là trong những cái sự lựa chọn, những thứ được đem đến trong cuộc sống của các bạn ấy, có cả những sự cám dỗ nữa. Tức là nếu như mà các bạn không tỉnh táo, có thể là các bạn sẽ bị lạc lối bởi những cái cám dỗ đó đấy. Tức là nó giống như là cái việc là các bạn đang làm việc A đi, sau đó là xuất hiện những cái sự lựa chọn khác như là BCD. Và những cái BCD này nó khiến cho các bạn cảm thấy sao nhãng, và các bạn có cái xu hướng là có thể là đứng núi này trông núi nọ đấy. Hoặc là các bạn rơi vào cái trạng thái gọi là không muốn làm việc A nữa mà chuyển sang làm việc BCD gì đấy. Nhưng mà trong số BCD đấy thì chỉ có một vài thứ, những lựa chọn trong mấy cái sự lựa chọn đấy là cũng lựa chọn đúng với các bạn thôi, tốt cho các bạn thôi, còn đâu còn lại nó là ảo ảnh và còn lại nó là cái cám dỗ dành cho các bạn ấy. Cho nên các bạn phải cẩn thận với cái điều này giúp mình nhá. Ok.
Rồi, thêm một điều nữa ở đây ạ mà mình thấy đó chính là có thể là một tin tức nào đó sẽ được đem đến cho các bạn trong giai đoạn tháng 8 này, hoặc ai đó sẽ xuất hiện và đem theo các bạn một cái tin tức gì đó. Cái sự tin tức, cái tin nhắn hay là một cái sự thay đổi mới này nó chắc chắn sẽ đến với các bạn, vì mình nhìn thấy có lá The Message rồi lá bài này, Rider này, nó cũng nói về việc đấy là có thể sẽ có một cái tin tức nào đó, một thông tin, một tin nhắn gì đấy được đem đến cho các bạn. Nó có thể là một sự lựa chọn mới đem đến trong cuộc sống của các bạn ấy. Và mình thấy rằng là đây là một điều mới mẻ và mình thấy nó ổn, nó tốt với các bạn thì các bạn nên lựa chọn. Nhưng mà như mình đã nói là có thể nó sẽ cùng lúc xuất hiện những sự lựa chọn khác nữa và nó khiến cho các bạn sao nhãng và các bạn không biết là bạn cần phải chọn gì trong cái thời điểm này. Thì hãy lắng nghe con tim của các bạn. Và mình thấy là cũng có thể là ai đó sẽ bước vào trong cuộc sống của các bạn đấy. Họ cùng lúc đến với những cái thông tin mới trong cuộc sống của các bạn. Có thể là họ sẽ ghé thăm, một là nơi làm việc của các bạn, hai là họ sẽ ghé thăm nhà của các bạn đấy. Sẽ ghé thăm nhà hay là nơi làm việc của các bạn đấy. Và mình thấy ở đây ý, có một điều đấy là có thể các bạn sẽ có mối quan hệ hẹn hò với một ai đó trong cái thời điểm tiếp theo. Và mình thấy là bạn nên chuẩn bị sẵn sàng về mọi thứ để chuẩn bị bước vào giai đoạn mới, hành trang tốt để đón nhận những cái thay đổi mới đến với cuộc sống của các bạn. Và cái điều quan trọng đấy là hãy tin tưởng vào bản thân. Bạn cũng không nhất thiết là phải quá lo lắng về cái việc đấy là những cám dỗ hay là những cái gì đấy nó đang điều hướng các bạn chạy sai đường đâu. Bạn phải tin vào bản thân của mình, hiểu rõ bản thân, kết nối sâu sắc hơn với bản thân. Và khi biết bản thân mình muốn gì rồi thì các bạn sẽ không không có điều gì có thể dẫn bạn đi sai hướng đâu. Thêm vào đó mình thấy có thể các bạn sẽ đạt được một cái thành tựu gì đấy trong một cái trong công việc mà các bạn làm. Có thể là các bạn liên quan đến một cái team team nhóm hoặc là một cái cộng đồng nào đó, mà mình thấy là các bạn có xu hướng là có thể các bạn là cái người đạt được thành quả này, đạt được thành tựu này, và có một cái điều gì đó khiến bạn cảm thấy rất là tự hào về mọi thứ. Cuộc sống của các bạn trong 3 tháng tiếp theo cũng khá là cân bằng. Thì mình thấy đây là có thể ai đó họ sẽ đến với cuộc sống của các bạn rất là nhanh. Cũng có thể thời điểm này họ đã xuất hiện rồi, và hai người sẽ có những cái buổi hẹn hò nói chuyện với nhau chẳng hạn. Có thể là đấy là đã là khi mà dịch bệnh đã được đẩy lùi về phía sau, cho nên các bạn có thể gặp nhau. Hoặc nếu không thì ai đấy sẽ ghé thăm nơi làm việc của các bạn, hoặc một tin nhắn sẽ được đem đến thay đổi về cái mặt nơi làm việc hoặc là nơi ở của các bạn nhé. Rồi bây giờ mình sẽ xem thêm. Và mình thấy là nếu như trong suốt khoảng thời gian vừa qua các bạn rơi vào trạng thái bế quan tỏa cảng và không có xu hướng comeback ra thế giới á, thì mình thấy là trong 3 cái tháng tiếp theo này các bạn sẽ có thể khá bận rộn với mọi thứ đấy, kể cả việc tình cảm, kể cả việc công việc hay là bất kỳ một điều gì đấy, thì mình thấy là nó khá là bận rộn, kể cả gia đình của các bạn nữa. Và khi mà những thay đổi nó tới, nó buộc bạn phải bước ra ngoài, chứ các bạn không thể trốn mãi ở trong nhà các bạn được, không phải trốn mãi trong cái vỏ bọc của các bạn được, mà các bạn sẽ bung ra, sẽ bật ra ở đây. Cái người tới với các bạn có thể là họ đến từ nơi khác, hoặc là họ có khoảng cách về địa lý với các bạn nha. Tức là họ không ở gần bạn, cho nên họ mới phải sử dụng phương tiện để có thể tới được với tới gần hơn với cuộc sống của các bạn. Cho nên là mình thấy ở đây bạn nên sẵn sàng đối với mọi thứ đi. Ô, tụ này lại có 2 lá à? Bây giờ mình mới để ý. Bình thường là chỉ có 1 lá cái từ cái bộ câu trả lời từ những thiên thần thôi. Nhưng hôm nay có 2 lá. Rút nhầm 1 lá nữa. Two new options. Đôi khi đây là những cơ hội mới đến với cuộc sống của các bạn cũng phải biết đón nhận nữa cơ. Đấy. Tụ số 3. Hãy hành động với cái đam mê thực sự của các bạn. Hãy chuẩn bị sẵn sàng cho những cái khung cảnh mới đang được đem đến trong cuộc sống của các bạn. Nói chung cái tụ bài này nó là một cái cho mình cái cảm giác gì đấy, bạn rất là bận rộn với mọi thứ trong cuộc sống, kể cả với cơn, hoặc là kiểu như các bạn sẽ phải suy nghĩ khá nhiều trong cái giai đoạn mùa thu này, trong việc đấy là mình nên chọn điều gì, đâu là thứ tốt nhất dành cho mình. Hãy tin tưởng vào kế hoạch mà Divine dành cho các bạn nhé.
Nói chung là tụi này cũng được, tụi này cũng cũng đẹp. Mình chỉ thấy các bạn sẽ khá là bận rộn trong cái thời điểm này thôi. Rồi, cẩn thận một chút với một ai đó. Có thể là họ sẽ có thể là làm một cái điều gì đấy khuất tất, hoặc là họ dụ dỗ bạn, hoặc là họ đưa cho bạn một cái cám dỗ gì đó ấy. Cẩn thận một chút với điều đấy thôi. Mình nghĩ có mỗi cái điều duy nhất đấy là khiến các bạn cần phải chú tâm đến, để tâm đến ở đây. Còn đâu còn lại thì mình thấy mọi thứ nó ổn và nó tốt nhé. Rồi để mình xem thêm cái câu chuyện tình cảm này thì sao. Chắc chắn là sẽ có một điều gì đấy tới với các bạn trong cái mùa thu này nha. Một là tin tức, hai là một ai đó đến. Mình thấy có cả hai đấy. Vừa là tin tức và vừa là ai đó đến. Tin tức thì có thể là một tin tức mới trong công việc. Có những bạn mà đang chờ tin tức du học, hay là tin tức du học hay ra nước ngoài các thứ, mình nghĩ là các bạn cũng sẽ nhận được đấy. Thêm vào đó nữa thì mình thấy là cũng có những cái người mới xuất hiện trong cuộc sống của các bạn ở đây. Cũng có thể là nó đã cái người này họ đã xuất hiện ở trong cuộc sống các bạn trong cái giai đoạn này rồi. Nhưng mà càng về sau thì mọi thứ nó mới càng ấy được, càng rõ với các bạn được. À, mình thấy là các bạn nên giải phóng tất cả những thứ liên quan đến quá khứ đi nha, kể cả người yêu cũ hay là bất kỳ cái điều gì đó. Đôi khi mình thấy có thể những cái suy nghĩ về một cái người yêu cũ nào đó các bạn ấy có thể chính là một cái thứ cám dỗ với các bạn ấy. À, đau tóc quá. Very soon. Thì mình thấy là cái điều này sắp tới với các bạn rồi. À. Mình chỉ có một lời khuyên này thêm cho các bạn thôi. Đấy là hãy thành thật với bản thân mình, hãy thành thật với những người xung quanh, thành thật với trái tim của các bạn. Nếu như bạn còn vương vấn người cũ ấy, đừng đến với người mới nhá. Còn đâu nếu như bạn đã xác định đến với người mới, bạn phải sống thật cảm xúc của mình đối với họ. Đừng đừng cố gắng đứng giữa hai dòng nước hay muốn có cả hai. Như thế thì sẽ làm tổn thương rất là nhiều người đấy. Mình đột nhiên có cảm giác của cái việc đấy là có thể các bạn rất là dễ bị lâm vào trạng thái đấy là buông không được, không buông được mà cũng không tiến lên được ấy, kiểu như thế. Hoặc là các bạn muốn cả hai á. Chú ý điều đấy giúp mình nha. Hãy chọn hẳn cho mình một sự lựa chọn mới đi. New love này, ok. Còn đâu cái người mà bạn đã ngắt kết nối với một ai đó rồi đấy. Mình thấy có thể họ sẽ comeback trong cuộc sống các bạn trong thời điểm tiếp theo, cái người yêu cũ này của các bạn ấy. Nhưng mà nếu bạn đã chọn người mới rồi, đừng quay lại với cái máng lợn đã cũ nhá. Mình thấy nếu như bạn làm như thế sẽ gây tổn thương rất là lớn đến tất cả những người liên quan đến cái tình huống này của các bạn. Nói chung là nên lắng nghe trái tim, biết được đâu là thật, đâu là đúng, bởi vì có những cái cám dỗ sẽ khiến bạn lạc lối mà. Và chính điều đấy sẽ khiến các bạn bối rối mà. Ok, chú ý giúp mình nha. Các bạn chọn tụ bài số 3 ơi. Tiếp. Abandon, mình thấy là trong cái giai đoạn mà 3 tháng mùa thu này á, những cái tháng mùa thu này mình thấy rằng là mọi thứ đến với cuộc sống của các bạn nó khá là thuận lợi, đầy đủ đấy. Về cả mặt vật chất lẫn tinh thần. Nhắc lại một lần nữa, có thể có ai đó họ sẽ có cái hành động gì đó với các bạn. Nhưng mà cái hành động đó nó không thật đâu. Người này có thể là một người xung quanh cuộc sống các bạn, cũng có thể là một người cũ họ về họ thử lòng các bạn. Và có những bạn mà không tỉnh táo, có thể là các bạn sẽ quay lại với người yêu cũ và bỏ đi những cái người mà thực sự yêu thương trân trọng trong cuộc sống của các bạn đấy. Thì anh chú ý giúp mình nha, các bạn chọn tụ bài số 3 thôi. Đó là dự đoán mùa thu của các bạn nhé. Mùa thu các bạn sẽ diễn ra như thế nào thì đừng quên like video, comment cũng là nhấn đăng ký kênh của mình nhé. Bye bye.